Đây mày vẫn thấy nhiều ta. Coi cho bạn hàng. Ủa chị rồi mày chưa lấy. Ra rồi rồi. Rồi gửi chú, chúc chú sức khỏe nhá. Dạ dạ. Rồi chúc chú sức khỏe nhá. Có những người họ không đi được các bạn, họ phải bò, do suy thoái cơ chân nên là không có đứng được các bạn. Bỏ vào túi giùm em, bỏ vào túi giùm em luôn. Bỏ hết vào túi giùm bé. Rồi con đứng ra ngoài, con đi ra ngoài. Con đi ra ngoài cho cô đi nhá. Rồi. Có ai bế cô đi không? Ai ấm đi? Xe đâu? Xe. Rồi thôi bây giờ chị ngồi đây nghỉ đã, ngồi nghỉ đã, gọi xe tới. Rồi ngồi nghỉ đã, ngồi nghỉ để đợi xe ôm tới. Đi được này. Lết đi. Chú này nữa này. Mấy chú này. Sao không có xe ha? Người này đi xe ôm tới. Mấy chú này. Xe lăn á, xe lăn để không. Người ta đi á. Xe lăn đi vào không lăn qua dốc đó được cô. Quên cái cầu. Qua dốc cây cầu đó không lăn nổi. Rồi đi thẳng đi chú. Rồi cứ đi thẳng đi chú. Rồi chúc các chú sức khỏe nhá. Chú ra nói với thầy, chú ra nói với thầy. Rồi cứ từ từ thôi anh ơi, cứ từ từ thôi. Quay xe đi anh ơi, quay xe đi anh ơi. Đây, những người không đi được. Cho hẳn ra ngoài qua chỗ đây này em này. Được. Hả? Ở ngoài.
Rồi, xin chào. 20 tuổi rồi. Ồ, 20 tuổi mà quá bé luôn. Hình như nhìn không thấy lớn. Mà nói có ghệ là vui. Có ghệ là vui. Có ghệ là vui. Có người yêu chưa con ơi? Bé 20 tuổi. Nào, cười với chú nào, cười nào con nào. Bé 20 tuổi rồi. Không nói. Bé này không biết nói à cô? Dạ. Bé không biết nói. Bận tã. Mời anh chị cô bác nào đến nhận quà mình tập trung vào hội trường. A Di Đà Phật. Mời anh chị cô bác nào đến nhận quà đó mình tập trung vào hội trường. Đây đoàn Sài Gòn lên đi ạ. Rồi, 450 phần quà nha các bạn. Rồi chụp nha, bây giờ bắt đầu chụp nào. Nhưng mà không chụp hết được nên lấy một vòng nào. 1 2 3 4. Quá đẹp luôn. Rồi cả nhà nhìn em nhá, cả nhà nhìn em nào. 2 3 2 3. Được rồi. Làm chữ đò thì mấy cô này thì chỉ có cô Mai là 19 bước từ rồi trong Tết tới bây giờ. Lúc nào cũng xin cô đỡ nha, cái hội là nó có rồi, số đi. Thì hoàn cảnh cũng sâu như xa, cũng là quý tử. Ở đây là những người quý tử ở trong cái địa điểm là này thôi. Rồi,
tập như vậy, nhưng mà nhờ tấm lòng lá lành đùm lá rách, mấy chị em này cũng là người làm việc và buôn bán thì rất là chật vật, nhưng mà biết rằng cô Ngô Nam 19 vừa qua là người khuyết tật ở địa phương này rất là khó khăn, cho nên An Sang và cầu bạn đã bảo gia hộ cho chủ trì chùa Pháp Vân sớm có được thành thánh quả để truyền dạy thánh pháp cho tổ đình sang, cũng như là quý cô quý chú. Cuối cùng con xin cầu ai như là được gia hộ cho cô chú được sức khỏe dồi dào và của chúng con những số rồi. Xin chào Hằng Trần nhá, chào An Thới, ok. Con Thảo Cháu Hiệp được ngoan học giỏi để là làm ăn phát đạt, để chia sẻ cho vùng sâu vùng xa cũng như hoàn cảnh khó khăn cũng như địa phương ở đầu ngày đến đây chia sẻ. Thì bây giờ mong rằng quý vị hãy niệm Phật với sư cô, quý vị sẽ một câu niệm Phật làm tan biến bệnh tật, một câu niệm Phật làm cho tan biến phiền não, một câu niệm Phật mình gieo duyên với Phật pháp tăng. Thì cái cách cũng này là mình đều tùy hỷ và hướng về Phật để cầu nguyện cho tất cả các chị em và cô chú bác trong gia đình người đến người gửi đó, để mà được hồi hướng cho người ta. Thì mình cũng là nhận, nhưng mà mình quan hỷ và mình xin hồi hướng này công đức này cho quý vị làm ăn được và giúp được sức khỏe. Bây giờ quý vị niệm theo sư cô nghe, niệm lớn nha, niệm sao mà ta móc túi nghe đó. Ta nói Đức Phật nói mình niệm Phật á, mà hàng ngày mình ngồi mình niệm Phật thôi là mình có tiền mình ăn rồi, đúng không? Bây giờ mình niệm Phật sao mà mấy cô mà có 5.000 móc 5.000, có 1.000 móc 1.000 á, thì nhờ nhiều lại mới chia sẻ cho quý vị được. Quý vị niệm ra. Còn chứ cô thấy này người về vị nào không niệm mà vị đó tới cái vị đó là hết tiền các chị nha. Rồi bây giờ quý vị có đồng ý niệm Phật không nè? Rồi niệm lớn hết nha, niệm điều hồi hướng cho công đức cho mấy vị này. Thì mình chẳng thì mình phải hồi hướng cho người ta cái đó là gồm một nhân với Phật cô. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật.
thì để cho cái người trợ giúp mình là người ta rất là cực, là vinh quà cho quý vị. Quý vị đi từ từ, đừng có chen lấn gì hết, tới mình là tự nhiên có người dắt mình đi. Với mình kêu là 5 người đứng dậy, một thì có người chỉ cô ạ. Thì có những người đứng thì không, họ đứng dậy hết ấy. Đứng dậy hết thì chưa có kịp. Được hả? Để cô sắp xếp. Rồi mong rằng quý vị đi tới. Bây giờ chị nào có tiền thì hai phát quà đứng ở đây. Rồi mấy người trợ giúp đâu? Mấy người tình nguyện viên kìa. Cái người cho tiền là cái người sao áo gan. Áo gan này chỉ có trợ giúp ra cặp quà thôi. Quý vị đừng nghe tâm thức hậu đi. Xe có tình nguyện viên dẫn họ. Đi theo mình. Rồi bả mới cho mày cũng nhìn cho mày. Người ta sẽ bưng ra đến tận ngoài kia, đứng ngoài kia, đứng ngoài kia, đứng ngoài kia đợi người nhà. Đây. Rồi gửi chú, chúc chú sức khỏe nhá. Dạ dạ. Rồi chúc chú sức khỏe nhá. Thank you.
Có những người họ không đi được các bạn, họ phải bò. Do suy thoái cơ chân nên là không có đứng được các bạn. Bỏ vào túi giùm em, bỏ vào túi giùm em luôn. Bỏ hết vào túi giùm bé. Rồi con đứng ra ngoài, con đi ra ngoài. Con đi ra ngoài cho cô đi nhá. Rồi. Có ai bế cô đi không? Ai ấm đi? Xe đâu? Xe. Rồi thôi bây giờ chị ngồi đây nghỉ đã, ngồi nghỉ gọi xe tới. Rồi ngồi nghỉ đã, ngồi nghỉ để đợi xe ôm tới. Ngồi nghỉ xíu đi, ngồi nghỉ xíu đã cô. Đây từng tình nguyện viên thì sẽ cô chú anh chị thì đứng cô chú bây giờ cứ lần sẽ đi. Người áo vàng là những cô chú, những em tình nguyện viên. Bỏ vô túi giùm chú luôn em ơi. Đây ông chú này không đi được này. Lết đi. Chú này nữa, mấy chú sao không có xe ha? Người này đi xe ôm tới, mấy chú này đó, xe lăn để không. Người ta đi á. Xe lăn đi vào không lăn qua dốc đó được cô. Quên cây cầu. Qua dốc cây cầu đó không lăn nổi. Rồi đi thẳng đi chú, rồi cứ đi thẳng đi chú. Rồi chúc các chú sức khỏe nhá. Chú ra nói với thầy, chú ra nói với thầy. Rồi cứ từ từ thôi anh ơi, cứ từ từ thôi. Trời ơi. Quay xe đi anh ơi, quay xe đi anh ơi. Đây những người không đi được. Cho hẳn ra ngoài qua chỗ đây này em này. Được.
Rồi, chúc chú sức khỏe nhá. Dạ. Rồi, về khỏe nhá chị nhá. Có xe chưa chị? Rồi đó, đúng rồi. Tên gì kéo luôn, con kéo cho Hùng. Hùng á. Cái này mình có xe lăn không chị? Có nhưng mà không đi được. Đi khó, có xe lăn nhưng mà đi khó. Vậy là lát xíu xe ôm trở về hả chị? Dạ. À, tay bên này còn có cái ghế để ghế để ngồi lên. Đây bây giờ chắc phải có người bế cô lên. Đây các cô chú này đều bị tật ở chân này. Đây. Chú để cái gạo lên trước, chú để lên gạo lên. Gạo là dưới cùng. Đây, cái này chú để lên giữa chú. Rồi chú ngồi lên đi. Đội nón vô. Gạt trống lên, gạt trống lên, gạt trống lên đã. Rồi hơi nhích ra ngoài xíu đi. Rồi anh giữ giùm nha cho anh, ông đi đấy. Anh ơi, cho đi nhờ cái anh ơi. Cho sau đi nhờ cái. Đây, những người khuyết tật này các bạn, họ đi lại rất khó khăn luôn. Cực kỳ khó. Chân của họ thì đều mang tật.
di chuyển rất khó khăn các bạn. Alo. Giờ đang quay phim cô ơi. Giờ đang quay phim cô nhé. Cô liên lạc qua email hoặc là nhắn tin nhé. Cảm ơn cô. Những người này họ đi lại rất khó khăn các bạn. Người tình nguyện viên mặc áo vàng, người dù lưng, người thì khuyết tật. Cất tiền đi người đẹp. À, người đẹp nay nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi rồi. Có gia đình chưa? Chưa. À, thế bao giờ mới cưới chồng? Em không cưới chồng. À, thế chồng cưới mình được không? Dạ. Chồng cưới mình thì được, còn mình không cưới chồng à? Dạ. À, em tên gì? Em Bùi Thị Thu Trang. Bùi Thị Thu Trang. 29 tuổi, đợi chồng cưới. À, em có làm nghề gì không? Rửa chén ở nhà thôi. Vậy ai đón em về? Ai rước em về? Xe ôm rước về. Rồi, cảm ơn em. Em bé này 20 tuổi. Nhiều người rồi, có người bế về, ấm về luôn. Đó, nói chung những cái hoàn cảnh này các bạn ơi, vô cùng xúc động, không biết nói lời nào nữa. Nhiều người họ đi vô cùng, Tuấn Dương phải nói một cái từ là vô cùng khó khăn. Em này nó theo cô về đến tận nhà đó. Bỏ 10.000. Gần gấm vườn cả cái chỗ đó. Đây đến hội những người khiếm thị. Mấy cái gì
Để các bạn nhìn chân này, nó khỏeo cong như cái rễ cây. Đây chú này còn lết hai cái gối dưới. Rồi, chú về khỏe chú nhá. Có tay một kêu nắm máu ngoài tay đâu nhận tiền. Không, chị bỏ nắm máu được. Trời ơi, bỏ khổ lít nẻ. Lít nẻ. Viết vô. Đi nhiều vòng không có cách nào luôn á. Cái nó bỏ sắc sắc à. Đúng rồi chú. Chú Bùi Hách à chú. Tên gì chú nhỉ? Tên người gửi tên gì chú ơi, con đang phát quà. Không, người gửi tên là gì, bao nhiêu tiền để con kiểm tra. À rồi rồi, trường hợp đấy nhận rồi chú. 200 đúng chú. Dạ vâng, rồi rồi. Rồi cảm ơn chú ạ. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú ạ. Rồi mình nghe đâu câu. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Quá trời đông luôn các bạn. Đi hoài các bạn ơi. Đi hoài. Đây cái chỗ này là đang chuẩn bị để nhận quà đấy. Người nhà đi ra ngoài trước chú. Người nhà đi ra ngoài trước. Đây
Bên đây thì cũng vẫn còn rất nhiều nha các bạn. Ước lượng chỗ này còn tới khoảng hơn 100 người. Đây những bà cụ đi nhận quà này. Bà đi nhận quà đó. Quá trời. Ôi chùa tháp. Chùa tháp còn hai tên quẹo á. Đây bên này là cái đội chuẩn bị quà. Đội này đội hậu cần. Còn có những cái đội nữa là đội quan sát. Đội quan sát là sẽ đứng ở ngoài thôi. Bên ngoài đây là đội quan sát này. Quan sát viên. Còn tình nguyện viên thì là đang làm. Đây cũng cỡ phải còn khoảng 100 phần quà nữa các bạn. Quà không chú? Có đủ quà không? À, quà đấy có đủ chưa? Còn thiếu gì không? Quá trời nhiều người. Không có lời nào để mà nó diễn tả được. Nhiều người không thể tự đi lại được, phải có người ẵm. Nè, nè chị ơi. Chị hỏi giùm cho. Có người nhà chưa?
Rồi hai chị em với mình luôn. Toàn bộ phía dưới là chân cứng hết hả cô? Nói chung ai cũng hoàn cảnh các bạn, không biết nói sao nữa. Có xe chưa ông? Rất nhiều những hoàn cảnh. Thank you.
Tới đây xong anh nhận, anh ngồi nguyên đấy để trông nhá. Quá trời luôn, Tuấn Dương không biết bình luận gì nữa các bạn ơi. Chỉ biết là một cái tình yêu vô bờ bến. Đoàn thì thực sự đến cái giờ này cũng mệt lắm rồi các bạn ơi. Đuối, bắt đầu buồn ngủ rồi. Sau gia đình em kêu đứng xích ra ngoài cái nhận. Đó, đúng rồi. Để cho lối các cô chú còn đi. Qua đây rồi anh cho dừng lại. Bà nhận. Rồi bà theo chú nhận quà vào. Muôn vàn các hoàn cảnh. Chồng cõng vợ đi nhận quà. Đây, cha bồng con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chân rồi. À. Đây nhiều người này họ đói quá giờ họ được mời ăn. Quá là ăn ngồi với chồng. Quá ngon luôn. Quá ngon. Tình nguyện viên đựng những cái phần quà này cực kỳ nặng luôn. Thank you.
rất khẩn trương. Mỗi người nhận là tổng là 160.000 tiền mặt nha các bạn. Và bốn mẹ con thì nhận quà. Chờ đến xe lăn. Những người cụt tay, cụt chân, hoàn cảnh. Đội người mù các bạn ơi, quá trời. Cô bỏ vô túi đi cô, đúng rồi, kéo khóa lại. Kéo khóa lại, dây khóa đằng này lại. Cô giữ nguyên, giữ con kéo nhá. Rồi, đúng rồi. Sao mình cất tiền vô túi đi cô. Mở bỏ ra. Đây đây, túi đây, đây đây đây, lỗi này. Cất sâu vô cô. Rồi. Từ 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 từ. Cất tiền cho túi em, đi thẳng nào. Vịn vai. Từ 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 thôi đây. Xe ba bánh nó qua nhận cái ai. Đậu đâu rồi, không có thấy cái này. Đó, kìa đó, bỏ đó. Đây là đội kiếm thị. Bỏ vô túi hết đi cô. Đây nữa. Em không cất vô túi đi em. Kéo, kéo khóa vào cô. Rồi. Rồi đó. Rồi, bây giờ là bà cô tôi biết là bà cô.
đây, những bên đây là hội người mù. Cô thấy đường không cô? Không. Dạ. Năm nay cô nhiều tuổi rồi chưa cô? 62. 63. 62. Rồi mình có được tiền lương không? Có. Một tháng được nhiêu tiền chưa cô? Tháng được 405. Vậy một phần quà 10kg gạo, một thùng mì mình ăn được bao lâu cô? Ăn cũng gần cả tháng. À. Gần cả tháng. Cô mù bẩm sinh hay là sau này mù cô? Sau này mới mù. Rồi, cảm ơn cô. Vậy mình đi phương tiện gì tới? Đi xe. Xe đò à? Xe đò hay xe ôm cô? Xe đò, xe mà xe lam á. À, xe lam chở. Rồi, có cô chờ xíu nha, có người dẫn đi. À, trời. Đây cũng vẫn còn này các bạn ơi. À, trời. Phát một mẻ rồi mà cũng vẫn còn đông quá trời đông luôn. Cỡ còn trên 100 trường hợp. Thôi Tuấn Dương có lẽ sẽ tạm dừng cái video này tại đây. Các bạn ơi, một cái buổi phát quà ngày hôm nay rất mệt, đi từ đêm. Sau đó rồi bây giờ phát quà xong 300 phần rồi. Rồi mấy chục, 50, 25 người mù rồi. Đây chắc còn khoảng cỡ 100 người. Thì từ từ rồi sẽ phát tiếp. Đó. Rồi Tuấn Dương xin tạm dừng cái phần video này tại đây. Chắc bây giờ xe lam sẽ tới để chở người mù lên. Xe lam tới chở quà rồi chở người mù lên. Lên xe đúng không? Lên xe lam đúng không? Đây đây đây, xe lam đây. Ông tính đâu? Bao nhiêu anh cỡ? 25. Anh kiểm đồ đi là tôi giao anh. Đây giao đồ cho người chuẩn bị là tự động giữ như này nó rất là dễ. Dạ dạ đúng rồi. Đây 25 phần là 25 bao gạo và 25 túi, 25 bịch. Đúng không? Cái gì làm thành đó hả? Còn 10 ký gạo nữa, bao gạo nữa. Một cái vỏ với bao gạo. Một phần đi chứ. Rồi chưa? Hết rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cái này anh kiểm cái này rồi tôi giao rồi tôi đi chỗ khác. 25 phần chú nhá. Anh kiểm cho rồi đi rồi hả đưa. Một người đi rồi đấy. Một người đi. Đừng như vậy Nam. Nam ơi, mày làm như vậy không có được. Mày kiểm cho rồi đi rồi mày muốn giao cho ai mày giao. Tức nghĩa là hai đứa con với anh tài xế kiểm cho rồi hàng đi. Rồi con muốn giao ai giao, nó đúng không rồi, có nó không bị lộn. Người ta đếm rồi nhưng mà kỹ cái đó là như vậy là khỏi có phiền. Không kéo ra là tối tâm trời đất luôn. Lấy ra 3 phần, à lấy 2 phần rồi. Lấy 2 phần đi rồi. Làm gì có thêm 1.
Tôi chú Cường thiệt. Năm. Đó, không để ngay. Cứ sắp đi cho ngay đi rồi đếm lại cũng được cái gì đâu. Anh sắp cái chiều như vậy đó coi. Làm sao mà lộn được. Ở ngoài cũng không lộn hết. Còn gì vậy cô nha. Rồi. Cứ vô lại luôn. Cứ ngoài rồi con kéo vô hàng rồi. Rồi đến đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 đủ rồi. 23 với 2 phần vừa đi rồi. Vậy đủ nhá. Đây bà con đây sẽ tiếp tục chờ xe để nhận quà nốt. Bây giờ Tuấn Dương sẽ tạm dừng cái video này tại đây. Chuẩn bị ăn những các cái món ăn dân dã ở chùa. Rồi, hẹn gặp lại cô bác anh chị mình trong những video tiếp theo nhé. Rồi, Tuấn Dương sẽ dừng cái video này tại đây.